Sau đây là sẽ ráp một bộ nha. Các bác nhìn nha. Trong là có cả keo dát này. Bơm như vậy nha, cứ bơm như vậy cho vào cho cái thuyền này nó căng lên thì thôi nha. À, xin giới thiệu qua luôn, cái này cái hai nút này là nút hai nút xả này, hai nút này là hai nút xả hơi ra này. Đấy, quá trình mà ví dụ như mình không đi thuyền nữa thì mình có thể thao cái này ra, mình xả luôn, xả hơi ra luôn. Còn đây chính là hai cái nút bơm này, hai nút bơm hơi này, bơm một cái hoặc là hai cái luôn một lúc để cho nhanh này. Và đây chính là cái đề mái chèo nha. Hai cái đề mái chèo. Đợi một xíu nha, bơm xong là sẽ thử cho anh em. Sau một thời gian bơm là được lên từng ngày rồi. Cái này phải bơm hai cái mà, có hai cái bơm mà, thích bơm cái nào bơm mà. Đấy, ngon chưa được, vẫn là...
chế nữa cho nó căng. Hai tay chèo. Xuống nước, bắt đầu xuống nước. Thử nha bà con nha, bắt đầu đi thử nha. Đấy, được, được. Sao?
người lớn là coi như 70 cân đổ lên là thoải mái, ba người nhỏ nhỏ là vừa ngồi thôi. Rồi kia mà ba con người luôn. Ăn ngồi chơi lạnh sữa không? Bữa áo này mình mùa nóng đó. Chào các bạn nhá. Rất là thích, rất là sướng. Hôm nay cái thử chạy nghiệm dài đôi rất là sướng, rất thích. Rồi, hôm nay buổi thử nghiệm hôm nay đã thành công. Xin lên bờ thôi. Ok nha anh em nha. Anh em có nhu cầu mà mua cái xuồng hơi, thuyền hơi này thì cứ liên hệ với Lê Đánh Cá ở đâu qua số điện thoại Zalo là 0938336470. Rất là hay, những trải nghiệm này rất là thú vị. Thuyền này có thể là đi đánh cá này. Đó, đi du lịch, đi dã ngoại hoặc là chèo thuyền các loại sông, hồ, suối đều ok hết nha. Đó. Lắp gọn rất là gọn gàng. Xin giới thiệu với anh em đây nha, ví dụ như anh em mà muốn mang đi theo các cuộc dã ngoại hoặc những trò chơi hoặc là đi đánh răng lưới hoặc đi đánh bắt quái cũng đều được cả. Lý do của nó là rất là gọn nhẹ, hàng rất là gọn nhẹ. Xuồng hơi này thì một thao tác là bơm hơi trong vòng tầm 5 phút thôi là chúng ta có thể được một cái xuồng nó như thế này luôn. Đấy, như vừa rồi là tôi đã đi thử cho anh em xem, nó rất là hay. Ngồi trên những cái con mặt hồ hoặc những sông nước như thế này phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Thích lắm. Ngồi đúng giữa, bơi ra đúng giữa dòng sông dòng hồ kia. Sau đó là chúng ta nằm ở đó, chúng ta cảm giác được sóng, mùi sóng, mùi nước,
rất là thích. Cảm giác lâu rồi không được đi, rất là thích.